Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Điền Vlog. Chúc anh em có một ngày thêm video hoặc là vui vẻ nha. Thì hôm nay mình lại lên cho anh em một mớ chè hang chiền. Thì bên mình là tất cả đều bao chóng, bao ông cám, bao tóc lõi cho anh em mình luôn nha. Mình không biết bữa nay là mình lên là tập thứ mấy nữa. Thì tất cả thì mình đã bấm mã số rồi nè. Bấm mã số rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ quay từ con rồi mình cắt ghép lại, mình lên clip cho anh em cùng xem nha. Anh em lưu ý bên mình, khi giao dịch bên mình thì anh em chuyển khoản trước bên mình gỡ chim nha. Chứ có một số anh em thì cũng có một thành phần lừa đảo trên mạng xã hội anh em. Thì anh em chỉ sợ mình lừa đảo, nhưng mà anh em sợ mình lừa đảo thì mình cũng sợ anh em bơm hàng thôi. Cái đó là tâm lý của người mua và người bán thôi anh em. Thì nếu mà anh em tin tưởng tới mình thì anh em hãy đặt niềm tin ở mình nha. Thì tất cả các hàng còn lại thì mình bao hết cho anh em nha. Đây, rồi giờ mình vô vấn đề chính nha anh em. Mình sẽ quay từ con báo mã số này kia nọ anh em. Phái con nào báo mã số cho mình. Rồi mình sẽ trao đổi này kia kia nọ các thứ rồi được thì mình giao dịch nha. Đó, rồi mình có để cái link Facebook ở phía dưới phần mô tả nè. Anh em cứ bấm vào link Facebook nhắn tin trực tiếp cho mình nha. Hoặc gọi theo số điện thoại trên màn hình nha. Rồi đây là con mã số 1 nha anh em. Mình đang cố gắng quay chân thật hết mức có thể cho anh em mình luôn nha. Thì con số 1 này là 450 nha anh em. Bự con, dài đòn, một cao cầu nữa nè. Con này báo lông khá là nhiều rồi nha. Con này nhảy nít khôn nha anh em. Không đâm đầu, không chọt đuôi nha. Tôi thì lúc nào cũng đánh lên trời không à. Đó, 450. Anh em mình về chăm hiêm nha. Rồi đây là con số 2 nha anh em. Con số 2 này là 400k nha. Bự con, cao cầu, dài đòn nè. Đuôi thì đánh liên tục nha. Nhưng mà còn trao lắm nha. Còn nhảy liên tục nha. Đó, nó nhảy như anh em thấy. Nhưng mà tướng rất là đẹp nha. Thì con này chỉ 400k thôi. Anh em mình về chịu khó bình thường. Sau này con này rất là có tương lai nha. Rồi, đây là con mã số 3 nha. Con mã số 3 này chung chim nè. Chung chim đó, tướng gì đó thấy không. Nhưng mà nó còn trao trao đồ, như cái tướng nó không phái. Mình không phái nên mình chỉ ra với giá là 350 nha. Con này 350 anh em về chăm nha. Rồi con này là con mã số 4 nha. Thì con mã số 4 này là 400k nè. Chỗ cũng khá rồi nè. Hồi nãy con này mình quên tắm rửa nó. Còn chưa vệ sinh lồng, nó còn hơi dơ. Thì con này 400k nha. Anh em về chăm con này thì nó nhanh chỗ lắm nè. Con này chỗ khá là nhiều rồi nè. Con này là mã số 4, 400k. Anh em mình về chăm hiêm nha. Rồi con này là con mã số 5 nha. Thì con mã số 5 này chỉ có 400k thôi. Tướng thì chung chim nè. Nết thì nết nhảy nết khôn khá dạng nha anh em. Đó anh em thấy không. Đây, con số 5 này chỉ 400k thôi. Anh em mình về rồi chăm hiêm rồi hừng hiêm rồi nó hai lông xong rồi nghe nó hót nha. Anh em thấy tướng nó không đứng kìa. Rồi con này là con mã số 6 nha. Con mã số 6 này là 450 nha anh em. Con này tướng rất là đẹp luôn nè. Trung chim nè. Đó. Anh em thấy nhảy cái tướng chưa? Đầu mình, chân cẳng, đuôi đồ đều đẹp hết nha. Thì con mã số 6 này là 450 nè.
Rồi đây là con số 7 nha. Thì con số 7 này có giá là 400k nha. Tướng này chung chim, không đẹp cũng không xấu nhưng mà nó cũng khá là đẹp nha anh em. Nó tướng tá anh em nhìn thấy kìa. Thì anh em nào mà có giao dịch bên mình á thì anh em cứ yên tâm là bên mình bao trống, bao ăn cám, bao tập lỗi và bao đổi trả cho anh em nha. Nhiều khi anh em hỏi sao hôm nay mình lên clip mà con chim nó dạng vậy nhưng mà khi về anh em nó lại nhát, tại vì đây mình rất là cưng nó anh em, mình chăm nó từ ly từ tí luôn á. Rồi nhiều khi cho cái quá trình vận chuyển về anh em nó cũng không có được như mà lúc ở đây của mình, thì cái điều đó thì anh em nào biết chơi cũng thông cảm nha. Rồi con này là con mã số 7, 400k anh em ơi. Con này tướng cũng khá là đẹp nha anh em, không phải xấu đâu nha. Rồi đây là con cuối cùng nha. Đây là con mã số 8, 400k nha. Thì tướng con này cũng trung chim nè anh em, dài đòn. Đó, con này số 8 chỉ 400k. Thì anh em nào có giao dịch bên mình á, anh em bắt 3 con trống chiền thì mình sẽ tặng cho anh em một con máy chiền, và anh em bắt 4 con trống chiền mình sẽ tặng cho anh em thêm một con trống chiền nữa nha. Thì máy chiền mình vẫn còn, mình để trong học anh em, để anh em nào bắt 3 con mình tặng, hoặc có anh em nào cần mờ thả AV á thì bắt đầu mình bỏ vô mình bắt cặp cho anh em nha. Đây cái con số 8 này rất là đẹp luôn nha anh em, nhưng mà chỉ có 400k thôi.